Chúng ta hãy cùng ngắm những hình ảnh của nam em ở tuổi 19. Người đẹp chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng và trẻ trung với váy công chúa. Và sau khi rời cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, nam em gây nhiều tiếc nuối với khán giả. Tuy nhiên thì người đẹp sinh năm 96 luôn nỗ lực không ngừng và vẫn theo đuổi quyết tâm với nghệ thuật. Nam em đã tích cực luyện thanh và tiếp tục tham gia các sự kiện của nhiều nhãn hàng. Sự cố nhớ đời của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đã khiến cho nam em thận trọng hơn trong việc chia sẻ trước truyền thông. Người đẹp cho biết, chính vì cái tính thật thà nghĩ gì nói đó nên tôi nhiều khi tự làm khó mình. Thời gian tới, tôi thận trọng hơn trong phát ngôn và dành nhiều thời gian để trao dồi kiến thức, thanh nhạc. Nam em của thời điểm đó đang là học viên của trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, chuyên ngành thanh nhạc và là MC cho những chương trình ca múa nhạc phục vụ các chiến sĩ người dân vùng xa. Được biết thì ngôi trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cũng là nơi đào tạo nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lưu Hương Giang, Văn Mai Hương. Bản thân nam em cũng rất đam mê ca hát và cô cũng rất tự tin với giọng hát của mình. Và trong bộ ảnh ở tuổi 19, nam em khiến cho nhiều người phải ngẩn ngơ vì vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng. Cô cũng sở hữu nét mặt và nhiều người đánh giá là giống hệt hoa hậu Đặng Thu Thảo. Tuy bị so sánh về ngoại hình nhưng nam em cho biết cô vẫn luôn ngưỡng mộ sự cố gắng và hình ảnh của đàn chị. Về phong cách thời trang của mình thì nam em cho biết cô thích diện những chiếc váy nhẹ nhàng và trong sáng. Bản thân người đẹp cũng muốn phát triển hình ảnh và nói không với sự canh đanh. Và đây là hình ảnh nam em ở tuổi 25, một sự thay đổi từ vóc dáng đến phong cách và thần thái. Và cứ mỗi lần xuất hiện, nam em lại làm cộng đồng mạng xốn xang trước sự thay đổi của vóc sắc. Ngày càng hoạt động sôi nổi sau thời gian ở ẩn, nam em cho thấy sự đột phá gây ấn tượng trong nhiều hình ảnh. Không còn gắn liền với những lời chê bai mẫm mỉm hay gầy gò quá mức mà sắc vóc của mỹ nhân sinh năm 1996 giờ đây đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Xuất hiện tại một sự kiện Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục làm chao đảo dân mạng khi khoác lên mình một set váy đậm chất công chúa, vừa kiêu sa vừa ngọt ngào. Điều đáng nói là vòng eo cực phẩm của cô nàng cũng là dịp hút sóng dân mạng. Khoác lên mình bộ combo đầm dài, nhấn eo xòe bồng, kết hợp với chiếc áo laser, dán lửng và phụ kiện đắt giá, nam em kiêu kỳ như một nàng công chúa sải bước trên thảm đỏ. Chẳng cần phải điểm tô lộng lẫy mỹ nhân 9X, chỉ làm tóc đơn giản và make up tông hồng nhẹ nhàng đã đủ làm bật lên dung mạo thanh tú và mỹ miều. Tuy nhiên thì điều gây chú ý đối với người hâm mộ đó chính là hình thể nuột nà của nam em. Dù mặc trang phục có vẻ kính bưng, thế nhưng không khó để phát hiện vòng eo tí hon vạn người mê. Cộng hưởng cùng với hiệu ứng của trang phục thắt eo, xòe bồng và số đo vòng 2 như càng phô lên sự hoàn hảo mà chẳng cần hàng hiệu để làm nền. Và nếu như trước đây nam em tăng cân đột biến, gọi là giảm cân đến mức hốc hác, bị cho là mất hào quang của một biểu tượng nhan sắc xứng danh ngọc nữ, thì hiện tại cả dung nhan và ngoại hình của mỹ nhân Tiền Giang đều đạt đến độ chín mùi. Và đến nay nam em đã có màn lội ngược dòng sắc dốc đáng ngưỡng mộ. Và sau nhiều thăng trầm, nam em với thần sắc tươi tắn và body quyến rũ cùng với vòng eo nhỏ xíu ở thời điểm hiện tại đã gây thương nhớ cho không ít người hâm mộ. Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Để duy trì được phong độ hình thể mướt mắt ở hiện tại thì chắc hẳn nam em cũng phải có một bí quyết của riêng mình. Và được biết cô chỉ áp dụng chế độ ăn hợp lý, ngủ sớm, thức sớm, không tìm đến rượu bia. Hay mới đây, nam em đã cùng với Trân Đài tung ra bộ ảnh đẹp tuyệt trần làm say đắm lòng người. Fan của sắc đẹp sẽ trầm trồ trước màn đỏ sắc không phân thắng bại giữa hoa khôi nam em và mỹ nhân chuyển giới Trân Đài. Hai người đẹp, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 nam em, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2021 Trân Đài, vừa tung bộ ảnh thời trang khiến cho fan sắc đẹp trầm trồ khen ngợi. Gần như chưa từng hợp tác, thậm chí là chỉ gặp gỡ trước đó nên màn kết hợp ăn ý, những shot ảnh thần thái bất phân thắng bại của hai mỹ nhân đầy sức hút này khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú.
Nếu như Trân Đài xuất hiện trong các sự kiện thời trang thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, tận dụng độ hot sau khi đăng quang quán quân cuộc tìm kiếm đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2021, thì đây cũng là lần trở lại được mong chờ của nam em. Thời gian qua thì sau khi tham gia game show hẹn hò, nam em dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi, hoạt động thiện nguyện. Nhan sắc chín mùi và thần thái sắc sảo của nam em, bên cạnh nét quyến rũ, vẻ đẹp Tây hiện đại của Trân Đài đã tạo nên những shot ảnh đôi gần như không có điểm trừ. Và năm 2021 sẽ là năm đáng nhớ với hai mỹ nhân, nam em, Trân Đài. Top 8 Hoa hậu trái đất 2016 đã lên tiếng xác nhận tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Và sự trở lại của cô nàng sau 6 năm trên sân khấu sắc đẹp luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Người hâm mộ cho rằng nam em đang sở hữu nhan sắc chín mùi, quyết tâm mạnh mẽ, xứng đáng được xem là chiến binh 500 máu tại đấu trường Hoàn Vũ năm nay. Hay trong bộ ảnh đi sự kiện gần đây, nam em cũng khiến cho người đối diện phải xao xuyến. Bộ trang phục là stylist Duy Dương chuẩn bị và lên ý tưởng cho nam em. Vốn có vẻ đẹp bí ẩn và tính cách đặc biệt, nam em diện chiếc váy này và lập tức cũng tạo nên phong thái lôi cuốn riêng. Nam em đang cho thấy màn lột xác ngoạn mục của mình sau những hình ảnh tiều tụy về bệnh tình của bản thân và có thể thấy cô đã thật sự lấy lại vóc dáng chuẩn mực. Và thậm chí các số đo ghi nhận trong lúc này còn tiềm cận số đo vàng của các mỹ nhân thế giới khi đạt 87, 60, 90. Và để có được điều này, nam em bộc bạch cô đã cố gắng để vượt qua những vấn đề về bệnh tật, dành nhiều thời gian tập luyện, ăn uống cộng với giữ cho mình tinh thần thoải mái nhất có thể. Suốt một năm qua, tôi như ngồi dưới một cái hố và cuộc sống bị che phủ bởi sự tự ti, sự mặc cảm, chẳng có mục tiêu để hướng đến. Tôi chao đảo, bệnh càng ngày càng nặng, rồi ga vào viện như cơm bữa. Tôi thấy vậy là đủ rồi, nam em đã từng chia sẻ. Cô khẳng định mình đã trở lại là một chiến binh, nam em mạnh mẽ đầy năng lượng và sức bật cho nhiều dự định mới của tương lai. Trong bộ thiết kế uyển chuyển và gợi cảm, nam em cũng có những chia sẻ trải lòng của mình. Thanh xuân chớp mắt sẽ vụt qua, mà nếu mình không vội giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của một đời con gái, thì sau này về già, đôi khi bản thân em sẽ thấy hối tiếc. Nam em khẳng định chính tình cảm và sự yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả là chất xúc tác để nạp năng lượng cho cô tiếp tục những dự định của mình, hứa hẹn một năm nhiều nỗ lực và phấn đấu hơn nữa. Không chỉ ghi điểm bởi vẻ đẹp rạng ngời, nụ cười tỏa sáng cùng với vóc dáng gợi cảm, những hình ảnh và chia sẻ mới nhất của nam em trên trang cá nhân cũng nhận được nhiều lời khích lệ động viên của khán giả. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về sự thay đổi sắc vóc cũng như là tinh thần của nam em trong 6 năm hoạt động nghệ thuật vừa qua? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé!